Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason. À, hôm nay Jason sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm à, khi các bạn không có thời gian để đầu tư vào thị trường chứng khoán mà các bạn vẫn muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán thì các bạn phải làm hình thức nào. À, thị trường chứng khoán, nhất là thị trường chứng khoán của Mỹ có rất nhiều hình thức và đa dạng trong vấn đề đầu tư. À, nó cho các bạn nhiều cách lựa chọn để các bạn đầu tư theo ý của mình nếu các bạn không có thời gian mà các bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán và vẫn kiếm lợi nhuận mỗi tháng thì cái hình thức các bạn làm seller nó vô cùng đơn giản là các bạn có thể làm hình thức sell put à, nếu như các bạn chưa hiểu sell put là gì thì các bạn có thể kiếm những cái video của Jason nói về sell put thì các bạn sẽ hiểu với hình thức sell put này các bạn chỉ cần bỏ ra một tiếng đồng hồ tối đa là hai tiếng đồng hồ một tháng chứ không phải là một ngày thì các bạn vẫn có thể kiếm tiền đều đặn mỗi tháng số tiền nhiều hay ít tùy vào cái cao size của bạn nhưng chắc chắn là các bạn sẽ kiếm được tiền nhiều người khi nhắc đến thị trường chứng khoán người ta nghĩ rằng đây là hình thức gamble là hình thức cờ bạc nhưng khi mình đang nói với các bạn rằng các bạn không có thời gian các bạn vẫn có thể đầu tư theo hình thức sell put thì các bạn chắc chắn sẽ kiếm được tiền và điều này là đúng nếu các bạn đã đầu tư lâu năm hoặc là các bạn chưa có đầu tư thì các bạn hãy tìm hiểu về cái hình thức sell put các bạn sẽ thấy những gì mình nói là sự thật còn nếu như bạn không muốn làm hình thức sell put, các bạn có thể mua share. Nhưng khi các bạn mua share, đồng nghĩa với việc là các bạn cũng phải biết các bạn mua share ở thời điểm nào và mua cổ phiếu nào. Thì khi các bạn mua đúng cái cổ phiếu và đúng cái thời điểm thì các bạn vẫn có thể kiếm tiền khi cổ phiếu nó tăng đi lên. Còn khi các bạn làm hình thức sell put thì dù cho thị trường nó có đi lên hay nó không đi lên, các bạn vẫn kiếm được tiền. Đó là cái hay của cái hình thức sell put option. Còn khi các bạn mua share các bạn có thể có khả năng lời nhiều hơn nhưng cổ phiếu phải đi lên thật là nhiều cho các bạn. Hai cái hành tích Jason vừa chia sẻ thì giúp cho những người nào không có nhiều thời gian mà vẫn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ok, nếu như các bạn có thắc mắc, các bạn có thể comment cho video. Mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó. Các bạn có thể vào trang web của Jason, JasonLayTraining.com để biết về những cái lớp học có support. Các bạn có thể đăng ký để khi các bạn đầu tư, nó sẽ giúp các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn đầu tư sẽ luôn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.